Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 15 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Phi Trọng rút Nguyễn Xuân Phúc, Trần Quốc Vượng nấu nhau. Hội nghị Trung ương 14 đã khai mạc vào ngày 14 tháng 12 tại Hà Nội. Đây là kỳ hội nghị Trung ương cuối cùng chốt nhân sự cho đại hội 13 sẽ diễn ra vào tháng Giêng năm 2020. Cuộc tranh giành nào rồi cũng đến hồi kết thúc và lúc này là lúc trao ghế cho mỗi người. Điều mà người ta quan tâm là đến đại hội 13 sắp tới, liệu Đảng Cộng sản Việt Nam có duy trì chức vụ kiêm nhiệm hai ghế Tổng Bí thư và Chủ tịch nước như Nguyễn Phú Trọng đang nắm trong tay hay không? Hay là lại tách ra làm hai ghế để trở về với trật tự tứ trụ như cũ? Theo đánh giá của giới chuyên môn thì khả năng ông Nguyễn Phú Trọng phải nghỉ hưu vì tuổi tác quá cao và sức khỏe không cho phép. Hội nghị Trung ương 14 sẽ diễn ra 2 ngày, nội dung có lẽ được nhiều người quan tâm là ai sẽ được giới thiệu vào Bộ Chính trị năm 2021-2026. Đây là hình ảnh quang cảnh khai mạc hội nghị. Bộ Chính trị khóa 12 có 19 ghế, trong 5 năm qua thì có đến 3 người không còn hoạt động nữa. Đó là ông Đinh Thế Huynh được cho là đang bị thần kinh. Ông Trần Đại Quang thì đã qua đời. Ông Đinh La Thăng đang thụ án 30 năm tù và sắp phải ra tòa tiếp theo. Còn hai người được xem là khó có cơ hội được cơ cấu vào nhiệm kỳ tới, đó là Hoàng Trung Hải, kỷ luật cảnh cáo, Nguyễn Văn Bình, kỷ luật cảnh cáo. Nhiều người cho rằng hai người này sẽ bị vô hiệu hóa, cửa tái cử và sẽ không được giới thiệu và nghỉ hưu sau đại hội lần thứ 13. Thế nhưng trong quá khứ, ông Trương Tấn Sang cũng đang từ bị kỷ luật nhưng sau đó vẫn được cơ cấu lại vào Bộ Chính trị và leo lên đến tận chức Chủ tịch nước. Điểm lại những gương mặt của Bộ Chính trị phải có khả năng ra đi. Thứ nhất là ông Nguyễn Phú Trọng, đã 76 tuổi. Hiện nay, ông ta là người có quyền lực độc tôn trong Đảng Cộng sản Việt Nam, một mình kiêm hai vị trí cao nhất. Là một người nặng về ý thức hệ của Đảng Cộng sản, là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản kiêm Chủ tịch nước và là người lãnh đạo chiến dịch chống tham nhũng sau khi loại bỏ một lãnh đạo cũ có quan hệ chặt chẽ hơn với các doanh nghiệp. Điểm yếu là ông, từ 2 năm qua, ông ta luôn phải vật lộn với các vấn đề về sức khỏe, và khả năng cao là ông ta sẽ nghỉ hưu, đặc biệt nghiêm trọng sau khi ông ta vào Hậu Giang vào tháng 4 và tại đó đã bị đột quỵ lần thứ nhất và giờ đây ông ta đi lại không còn vững nữa. Thứ nhì là ông Hoàng Trung Hải. Vào ngày 10 tháng 1 năm 2020, chính ông Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì hội nghị Bộ Chính trị xem xét thi hành kỷ luật ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ. Vào ngày 7 tháng 2 năm 2020, thì Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 cũng phân công cho ông thôi chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội và giữ chức vụ Phó trưởng ban, bộ phận thường trực chuyên trách tiểu ban văn kiện của Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm trưởng tiểu ban là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và khả năng là ông Hoàng Trung Hải về hưu là rất cao. Thứ ba là ông Nguyễn Văn Bình. Vào ngày 8 tháng 11 năm 2020, trong cuộc họp của Bộ Chính trị do ông Nguyễn Phú Trọng chủ trì đã quyết định kỷ luật ông Nguyễn Văn Bình với hình thức cảnh cáo. Như vậy thì xem như cơ hội ở lại Bộ Chính trị của ông Nguyễn Văn Bình là rất thấp. Đây là hình ảnh ông Hoàng Trung Hải và Nguyễn Văn Bình khả năng sẽ ra đi. Những ai đang đấu nhau giành ghế Tổng Bí thư hiện nay, câu hỏi cũng được đặt ra. Ứng cử viên số 1 là ông Trần Quốc Vượng, 67 tuổi, là người có cùng ý thức hệ của Đảng Cộng sản. Ông Vượng là cánh tay phải của ông Nguyễn Phú Trọng và đã sát cánh ông trong chiến dịch chống tham nhũng của ông ta. Trước mắt, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn xem ông Vượng là người kế thừa. Nhưng vấn đề là còn phải xem ông có được bao nhiêu sự ủng hộ từ các thành viên bên ngoài quỹ đạo của ông Trọng. Tuy nhiên, được ông Trọng tín nhiệm vẫn là lợi thế lớn nhất, cơ hội cho ông Vượng được xếp ở vị trí số 1 này. Thứ nhì là ông Nguyễn Xuân Phúc, 66 tuổi, đương kim thủ tướng. Theo đánh giá của hãng Reuters thì ông Phúc đã đại diện cho Hà Nội trên trường quốc tế và thế giới với tư cách là đại diện cho nhiều thỏa thuận thương mại của Việt Nam và thúc đẩy chủ nghĩa đa phương khu vực với tư cách là Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN trong năm nay. Nói đến sự ủng hộ của ông Trọng thì ông Phúc không được như ông Vượng, nhưng ngược lại có những người ngoài sự ảnh hưởng của ông Trọng sẽ ủng hộ ông Phúc nhiều hơn. Nếu so sánh cơ hội giữa ông Phúc và ông Vượng thì có thể nói kẻ tám lạng người nửa cân. Ông Vượng có chút trội hơn ông Phúc nhưng không đáng kể. Vì vậy, chức Tổng Bí thư vẫn có cửa rất lớn cho ông Nguyễn Xuân Phúc.
Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Kim Ngân, tuy nhiên với cơ hội rất thấp. Người thứ ba là bà Nguyễn Thị Kim Ngân, 66 tuổi, là đương kim Chủ tịch Quốc hội. Cơ hội cho bà Ngân kế vị trí Tổng Bí thư là không cao, bởi vì thứ nhất, bà là phụ nữ. Thứ nhì, vây cánh của bà Ngân không mạnh bằng của ông Phúc và ông Vượng. Ghế Tổng Bí thư đối với bà là xa, nhưng bà hoàn toàn có thể được chọn ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch nước. Nếu không lên chức, bà Nguyễn Thị Kim Ngân rất có thể phải rút lui vì ghế Chủ tịch Quốc hội của bà đang được bà Trương Thị Mai, trưởng ban dân vận, nhắm đến. Trước bà Ngân thì có ông Nông Đức Mạnh và ông Nguyễn Phú Trọng lên chức Tổng Bí thư từ vị trí Chủ tịch Quốc hội. Tuy nhiên lần này cơ hội cho bà Ngân là rất thấp và những khuôn mặt triển vọng ở lại Bộ Chính trị như thế nào, câu hỏi cũng được đặt ra. Đầu tiên có thể kể đến đó là ông Tô Lâm, 63 tuổi. Ông Tô Lâm là Bộ trưởng Bộ Công an, vai trò mà Chủ tịch nước Trần Đại Quang lên nắm quyền khiến ông trở thành ứng cử viên tiềm năng cho vai trò chủ yếu mang tính nghi lễ này. Được cho là ông có thể ứng cử vào vị trí Chủ tịch nước. Tuy nhiên, ông Tô Lâm lại có tai tiếng rất lớn ở trong và ngoài nước với những vụ án bắt cóc ông Trịnh Thanh ở nước ngoài hiện nay vẫn đang điều tra tiếp. Thứ nhì, ông Ngô Xuân Lịch, 66 tuổi, cả quân đội và công an sẽ tranh giành ảnh hưởng trong các bộ chính trị với Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, người đứng đầu phụ trách quân đội. Dự đoán là ông Lịch sẽ làm trong ban bí thư, có thể là thường trực. Thứ ba là Phạm Minh Chính, 62 tuổi. Ông Chính đứng đầu ban tổ chức trung ương đầy quyền lực và có ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, giúp ông có thể vươn xa trong cấp bậc của Đảng. Ông là cựu Thứ trưởng Bộ Công an. Thứ tư là ông Trương Hòa Bình, 65 tuổi. Ông Trương Bình hiện nay là Phó Thủ tướng thường trực, là ứng cử viên nặng ký cho chức Thủ tướng. Hiện giờ, ông Trương Hòa Bình được xem là thế lực mạnh nhất của cánh miền Nam, được sự hỗ trợ của ông Trương Tấn Sàng. Thứ năm là ông Phạm Bình Minh, 61 tuổi, Phó Thủ tướng. Ông Phạm Bình Minh là một trong số ít các quan chức hàng đầu có thể nói thông thạo tiếng Anh và có thể giao tiếp trực tiếp với các quan chức nước ngoài. Trên cương vị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ông là gương mặt đại diện cho động lực ngoại giao hướng ngoại của Việt Nam. Khả năng rất cao là ông sẽ giữ chức vụ như cũ. Thứ sáu là ông Vương Đình Huệ, 63 tuổi. Ông Huệ hiện nay là Bí thư Thành ủy Hà Nội thay cho ông Hoàng Trung Hải. Từng là Bộ trưởng Tài chính và Giáo sư Kinh tế, ông Huệ được coi là có một số trình độ cần thiết để hoàn thành vai trò Thủ tướng tập trung vào kinh tế. Khả năng ông vẫn giữ nguyên chức vụ như cũ. Thứ bảy là ông Võ Văn Thưởng, hiện nay 50 tuổi, đang là trưởng ban tuyên giáo Trung ương. Ông Thưởng được đánh giá là người hiền lành, ít tai tiếng và tuổi còn rất trẻ. Và tiếp theo khả năng ở lại Bộ Chính trị và giữ chức vụ cũ của trưởng ban tổ chức Trung ương. Thứ tám là bà Trương Thị Mai, 62 tuổi, đang giữ chức trưởng ban dân vận Trung ương. Được biết bà Mai đang nhắm tới ghế Chủ tịch Quốc hội mà bà Nguyễn Thị Kim Ngân đang giữ. Đây là hình ảnh các khuôn mặt trong Bộ Chính trị khóa 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những khuôn mặt triển vọng của Bộ Chính trị, người mà có thể nói gần như chắc chắn có tên trong Bộ Chính trị khóa 13, đó là ông Nguyễn Văn Nên, 63 tuổi, đang là Bí thư Thành ủy Sài Gòn. Ông Nguyễn Văn Nên đã nhận ấn soái của Nguyễn Phú Trọng vào Sài Gòn thay cho Nguyễn Thiện Nhân và lo truy tố thế lực cũ của lãnh đạo Sài Gòn. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Nên, người chắc chắn sẽ vào Bộ Chính trị. Thứ nhì là Lương Cường, hiện là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Vào ngày 29 tháng 1 năm 2019, Lương Cường được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng thăng cấp bậc từ Thượng tướng lên Đại tướng, cùng với Đại tướng Tô Lâm là Bộ trưởng Bộ Công an của Việt Nam. Thứ ba là ông Trương Hòa Bình, 62 tuổi, Ủy viên Trung ương Đảng, đang là Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, người mà đã bất chấp chứng cứ giả tạo để quyết ép tội chết cho Hồ Duy Hải. Tuy nhiên, dù có búa rìu dư luận, có chỉ trích thì ông ta cũng không hề hấn gì, bởi ông ta là thành viên của Ban Bí thư Trung ương thuộc cấp của Nguyễn Phú Trọng. Dù sai trái, ông này vẫn triển vọng lên chức. Thứ tư là ông Phan Đình Trạc, 62 tuổi, Bí thư Trung ương Đảng. Và thứ năm là ông Trần Thanh Mẫn. Và thứ sáu là Trần Cẩm Tú. Những khuôn mặt này đều thuộc Ban Bí thư Trung ương. Ông Nguyễn Phú Trọng sẽ cơ cấu hết vào Bộ Chính trị để tạo thành vây cánh hùng mạnh cho ông. Cho dù ông Trọng có phải hưu, cũng điều khiển được triều đình thông qua tay chân thân tín dày đặc trong Bộ Chính trị khóa mới. Và Đại hội Đảng Cộng sản của Việt Nam lần thứ 13 dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 1 năm 2021 là điều gần như không thể trì hoãn bất kể đại dịch viêm phổi Vũ Hán đang hoành hành đến đâu. Trường hợp đặc biệt quá tuổi muốn ở lại nắm quyền như ông Trọng đại hội lần thứ 12 thì chỉ có một và sẽ được giới thiệu và xem xét tại Hội nghị Trung ương 15 sẽ diễn ra ngay sát trước đại hội lần thứ 13.
các nhà quan sát chính trị gọi đó là cuộc đua tam mã, gồm có Nguyễn Xuân Phúc, Trần Quốc Vượng và bà Kim Ngân. Trong đó, ông Trần Quốc Vượng được ông Trọng ủng hộ thay thế mình. Ông Nguyễn Xuân Phúc, ứng viên sáng giá với uy tín cao khi xử lý tốt đại dịch. Nguyễn Thị Kim Ngân đại diện cho cánh miền Nam còn rất ít trong bộ chính trị. Như đã nói, bà Nguyễn Thị Kim Ngân khó có cửa. Nếu hội nghị kỳ này cuộc đấu đá giữa Nguyễn Xuân Phúc và Trần Quốc Vượng chưa ngã ngũ, thì đến hội nghị Trung ương 15 sẽ thi đấu hiệp phụ để phân thắng bại. Lúc đó sẽ biết ai là tân tổng bí thư. Dù đấu đá phân chia thế nào để đại hội thì vẫn chỉ là phần riêng của Đảng Cộng sản Việt Nam để làm tổ chức đại hội phân chia ghế quyền lực, chứ không có phần cho người dân cả nước. Dân sẽ tiếp tục bị móc túi để chi cho Đảng tổ chức đại hội tốn kém nghìn tỷ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay thứ ba ngày 15 tháng 12 năm 2020 với bản tin Nguyễn Phú Trọng rút, Nguyễn Xuân Phúc, Trần Quốc Vượng đấu nhau. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và ấn nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d.